xin chào các bạn đến với kênh Việt Mỹ 133. Hôm nay Việt Mỹ xin kể chuyện cổ tích Việt Nam với tựa đề Sự Tích Chú Cuội. Xin hy vọng các bạn và các em bé sẽ yêu thích. Ngày xưa, trong một ngôi làng nọ dưới chân núi, có một tiều phu trẻ tuổi tên là Cuội. Một hôm nọ, như ngày thường khác, Cuội vác rìu lên rừng sâu kiếm củi. Đến gần một con suối nhỏ, Cuội giật mình khi trông thấy một cái hang hổ. Mai sau, Cuội chỉ thấy có bốn con hổ con đang vờn nhau chơi đùa. Đánh hơi được kẻ lạ mặt, chúng liền lao tới tấn công. Cuội nhanh tay vung cây rìu bổ cho mỗi con một phát, làm chúng lăn quay trên mặt đất. Nhưng đúng lúc, hổ mẹ kiếm ăn trở về, nghe tiếng gầm kinh hồn ở phía xa, Cuội chỉ kịp quăng rìu rồi vội leo lên một ngọn cây cao. Từ trên cao nhìn xuống, Cuội thấy hổ mẹ đau khổ liếm vết thương những con hổ con đã chết. Nhưng lát sau, chỉ thấy hổ mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây cách cái hang không xa. Cắn lấy một ít lá rồi trở về, nhai rồi liếm lên vết thương của bốn con hổ con. Chưa được bao lâu, bốn con hổ con đã vẫy đuôi ngóc đầu sống lại, khiến cho Cuội vô cùng sửng sốt. Chờ đến khi hổ mẹ tha các con đi nơi khác, Cuội mới trèo xuống tìm đến cây thần kỳ kia, đào gốc mang về. Trên đường về, gặp một ông lão ăn mày đói chết trên bãi cỏ. Cuội liền lấy ngay mấy lá của cây lạ kia, nhai và mớm cho ông lão. Như một phép màu, ông lão dần dần mở mắt ngồi dậy. Tưởng đã chết mà lại sống lại, ông lão liền hỏi chuyện. Cuội thật tình kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông lão tròn mắt ngạc nhiên. Ôi trời! Cây này chắc chắn là cây thần có khả năng cải tử hoàn sinh trong sách cổ. Ông trời ban cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy dùng cây này để cứu người thành thiện tích đức. Nhưng nhớ kỹ, đừng tưới bằng nước bẩn mà cây sẽ bay trở về trời đó. Dặn dò xong, ông lão chống gậy rời đi. Còn Cuội thì gánh cây về nhà trồng ở một góc phía đông trong vườn. Luôn nhớ kỹ lời ông lão dặn, Cuội ngày nào cũng gánh nước tưới cây bằng nước suối trong. Từ ngày đó, Cuội dùng cây thuốc thần cứu sống được nhiều người. Hễ có ai nhắm mắt xuôi tai là Cuội vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng lành đồn xa, tin Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Vào hôm nọ, Cuội đi chữa bệnh trở về. Khi qua sông, chợt thấy xác một con chó chết trôi. Cuội chạnh lòng thương vớt lên. Ta đem nó về cứu sống rồi nuôi nó. Có nó bầu bạn cũng chưa vui cửa vui nhà. Nghĩ vậy, Cuội ôm con chó về nhà, lấy lá thần đắp lên đầu nó. Chỉ lát sau, con chó sống lại, ve vẫy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ. Như biết được Cuội cứu sống nó nên nó luôn quấn quýt bên chàng, tỏ lòng biết ơn. Vào một ngày kia, có lão phú ông ở làng bên chạy đến tìm Cuội, van xin Cuội cứu đứa con gái duy nhất vừa chết đuối. Cuội nhanh chóng mang lá thuốc cứu người. Không lâu sau, mặt con gái phú ông dần hồng hào trở lại, ngồi dậy như chỉ vừa trải qua một giấc ngủ sâu. Nghe cha kể Cuội là người cứu sống mình, cô gái xin cha được gả cho Cuội. Lão phú ông cũng vui vẻ gả con gái cho Cuội. Vợ chồng Cuội về sống với nhau thuận hòa, êm ấm. Nhưng ngày lành chẳng được lâu, một hôm, nhân lúc Cuội đi vắng, bọn giặc đi qua nhà Cuội. Hay tin Cuội có phép cải tử hoàn sinh, chúng đành tâm chơi ác. Chúng giết vợ của Cuội, môi ruột thịt vứt xuống sông.
Khi cụi trở về thì vợ đã chết quá lâu. Mớm bao nhiêu lá thần vẫn không thể sống lại. Vì lá cây có thần kỳ đến mấy, thiếu mất ruột thì cũng không thể cứu sống. Thấy cụi khóc thương thảm thiết, con chó lại gần xin hiến ruột của nó thay vào ruột vợ cụi. Cụi chưa từng làm thế bao giờ, nhưng vì không còn cách nào tốt hơn, cụi đành lòng phải lấy ruột chó thay cho ruột vợ mình. Bất ngờ vợ cụi sống lại, vẫn đẹp như xưa. Thương con chó có tình nghĩa, cụi bèn nặng thử một bộ ruột bằng đất, rồi ghép vào bụng nó. Nó cũng được sống lại. Cả nhà hai vợ chồng và con chó lại quấn quýt sống ngày tháng yên bình bên nhau. Nhưng lạ thay, từ đấy trí nhớ của vợ cụi như không được hoàn chỉnh. Hễ nói trước là quên sao, làm cho cụi cũng hết cách. Mỗi ngày trước khi ra cửa, cụi đều không quên dặn vợ: có đại thì đại bên tây, chở đại bên đông, cây dòng lên trời. Nhưng vợ cụi vừa nghe tai này lại lọt qua tai kia. Một buổi chiều, cụi vào rừng kiếm củi chưa về, vợ ra vườn phía đông, không còn nhớ lời cụi dặn, nhắm vào gốc cây thuốc thần mà đái. Không ngờ rằng vợ cụi mới vừa đái xong thì mặt đất rung chuyển dữ dội, cây thần đảo mạnh, gió thổi âm âm, cây thần tự nhiên bật gốc, lơ lửng bay lên trời. Vừa lúc đó cụi về đến nhà, thấy vậy cụi hốt hoảng, liền chạy vội đến để kéo gốc cây thần lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất, bay quá đầu người, lững thững bay lên thẳng, không một sức nào cản nổi. Cụi cũng nhất quyết không chịu buông tay, thành ra cây kéo cả cụi bay vút lên đến cung trăng mới dừng lại. Từ đó cụi ở luôn trên cung trăng với cả cái cây quý của mình, không rời một bước. Cho nên đến tận ngày nay, mỗi khi nhìn lên mặt trăng vào những đêm trăng tròn, ta luôn trông thấy hình bóng ai đó ngồi dưới tán cây, giống như chú cụi ngồi dưới gốc cây đa, rầu rĩ nhìn xuống trần gian. Người xưa kể lại, mỗi năm cây đa ấy chỉ rụng duy nhất một lá mà thôi. Ai may mắn nhặt được lá cây ấy thì có thể cứu người chết sống lại. Đối với lũ trẻ, mỗi khi thấy trăng tròn chúng lại ca: bóng trăng trắng ngà, có cây thuốc quý, có chú cụi già ôm một mối mơ. Chú cụi cung trăng là một câu chuyện được lấy từ trí tưởng tượng của người xưa, nhằm lý giải những chỗ lõm của mặt trăng được nhìn từ phía mặt đất, có hình dạng giống như một người đang ngồi dưới gốc cây đa vào những đêm trăng tròn, đặc biệt là ngày trung thu. Xin cảm ơn các bạn và các em nhỏ rất nhiều. Hẹn gặp lại.